Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình do Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh phối hợp cùng Truyền Hình Tin Tức Sài Gòn thực hiện và chương trình được phát sóng hàng ngày với hy vọng có thể mang luật dân sự đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả để thông qua những phần tư vấn của luật sư, những chuyên gia của chương trình thì chính quý vị chúng ta sẽ có thêm những kiến thức căn bản để mình có thể tự giải quyết những tranh chấp, những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày sao cho thấu tình đạt lý. Và hôm nay thì chương trình rất vui khi được Chào đón luật sư Đinh Thị Quỳnh Như đồng hành cùng với chúng ta, giám đốc công ty luật An Luật. Xin chào chị ạ. À. Xin chào Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì Ngọc Nhi cũng nhận được một lá thư của một vị khán giả gửi về và nói về đề tài là thẩm mỹ. Ngọc Nhi tin là đây là một đề tài mà các chị em phụ nữ chúng ta cũng rất là quan tâm ạ à. và xin mời luật sư sẽ lắng nghe về lá thư này nhé. À, Bạn chia sẻ là hàm em bị lệch trái khi phẫu thuật hàm lệch thì bác sĩ yêu cầu là niềng răng. Phẫu thuật xong thì hàm không lệch sang trái nữa mà lại méo sang phải. Bác sĩ nói là sau 6 tháng thì sẽ ổn định, nhưng nay là đã 14 tháng rồi, hàm em vẫn bị méo. Khi em đến tái khám cách đây một tháng thì bác sĩ yêu cầu là đắp mở mặt và nhổ bớt một số răng. Nhưng em đã rất mệt mỏi và em không muốn tốn thêm tiền nữa. Em muốn kiện đòi lại tiền. Hiện đã lên hơn 300 triệu đồng và toàn bộ cái việc chi trả này em vẫn còn giữ hóa đơn. Xong thì lúc làm hàm phẫu thuật thì em có ký giấy xác nhận là em đồng ý làm dịch vụ này, giờ em kiện thì có được không và làm như thế nào? Dạ vâng ạ. Trước tiên thì luật sư có thể chia sẻ là khi mà chúng ta thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ mà không đặt yêu cầu, không giống như cái mong muốn cái nguyện vọng của mình thì khách hàng có quyền khởi kiện không ạ? À, thật ra là quyền khởi kiện thì ai cũng có quyền khởi kiện hết trong trường hợp này mình mong muốn một cái dịch vụ như vậy mong muốn một cái kết quả như vậy nhưng cuối cùng không như mong đợi của mình thì nếu mình xét thấy là cái điều này nó trái với cam kết của bệnh viện của cơ sở thẩm mỹ thì mình đều có quyền khởi kiện còn thắng hay thua được chấp nhận đến mức độ nào thì tùy diễn biến của cái vụ việc đó và hồ sơ liên quan đến vụ việc đó dạ yeah. khi mà khách hàng khởi kiện do không đặt yêu cầu thì sẽ dựa trên những cái mức độ nào có phân chia rõ ràng không ạ ví dụ như là về giấy phép hay là về mặt thẩm mỹ à nếu chúng ta nói là phẫu thuật không đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ đánh giá là không đạt yêu cầu ở cái mức độ nào và đó có phải là sai sót chuyên môn hay không bởi vì như ngọc nhi cũng biết là có những người là người ta thập phẫu thuật xong thì người ta cho rằng cái điều này là À, có sai sót chuyên môn và tôi không đồng ý nhưng mà có thể đối với một người khác thì người ta nhìn vào người ta nói như vậy là đẹp lắm rồi đạt tiêu chuẩn lắm rồi cho nên cái việc có đạt yêu cầu hay không không phải là từ cái ý kiến chủ quan của bản thân mình hay của những người xung quanh của má mình của chị mình của bạn mình mà phải là dựa trên một cái kết luận của cơ quan chuyên môn nên những cái tình huống như thế này á, nó thường xuyên xảy ra đối với những hoạt động thẩm mỹ lắm bản thân mình cũng giải quyết một vài vụ việc như thế rồi dạ vâng ạ thực ra thì khi mà nói về thẩm mỹ nói về nét đẹp thì nó mang tính tương đối thôi bạn thấy đẹp nhưng tôi không thấy đẹp cho nên là cái việc khởi kiện này có khó khăn hay không nếu như về chuyên môn thẩm mỹ viện đó bác sĩ đó họ làm đúng nhưng mà về cái gu thẩm mỹ không phù hợp với mình ạ à? dạ đối với vấn đề này thì chúng ta cần phải tách biệt như thế này nè đầu tiên thì chúng ta phải nói rằng đối với cái việc đẹp hay xấu có đúng gu thẩm mỹ hay không thì đó là quá trình chúng ta tìm đến một cái đơn vị thẩm mỹ chúng ta sẽ biết góc nhìn thẩm mỹ của vị bác sĩ đó và đó là vấn đề của mình với vị bác sĩ không nói về vấn đề chuyên môn. Ừ. Nếu chúng ta làm xong mà cái gu này chúng ta không thích hay gì thì đó là cái quá trình chúng ta làm việc và quá trình chúng ta chọn một cái người bác sĩ phù hợp với cái nét đẹp thẩm mỹ mà mình mong muốn còn nếu nói về trách nhiệm thì trách nhiệm ở đây chỉ nói về trách nhiệm là làm đúng hay sai so với chuyên môn thôi trong cái quá trình làm nó có sai sót về kỹ thuật có sai sót về những vấn đề mà thuộc về chuyên môn cho nên là nếu như chúng ta nói về vấn đề thẩm mỹ thì xin phép là cái đó là chắc là không có xử lý được về mặt pháp lý rồi nhưng nếu chúng ta nói về vấn đề chuyên môn thì lúc đó mới là vấn đề của pháp lý nhảy vô Dạ vâng ạ, dạ. nếu mà nó có những cái ảnh hưởng đến sức khỏe, hay Đúng là có rồi. những cái sai lệch mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng là nó khác xa với ban đầu Đúng và rồi. nó không hợp cho cái tình trạng sức khỏe của mình. Dạ, và như vị khán giả này hỏi trong cái lá thư thì bạn cũng đã ký cái giấy là đồng ý xác nhận làm dịch vụ. Vậy thì dù cụ thể trường hợp của bạn mình có khởi kiện được không ạ? À? trong mọi trường hợp dù chúng ta có cái giấy đồng ý xác nhận dịch vụ thì không có nghĩa là khi tôi đồng ý rồi thì chuyện gì xảy ra tôi cũng phải chịu không có bởi vì tôi đồng ý làm dịch vụ là dịch vụ theo cái chất lượng mà các bên đã cam kết và theo cái nguyên tắc chuyên môn đối với vấn đề khám chữa bệnh chúng ta nói là thẩm mỹ nhưng mà thẩm mỹ là thuộc cái sự điều chỉnh của luật khám chữa bệnh nha cho nên lúc đó là khi có vấn đề xảy ra thì pháp luật vẫn điều chỉnh và vẫn buộc trách nhiệm của cái người hành nghề, người thực hiện việc phẫu thuật cũng như cái đơn vị thẩm mỹ đó nếu như có sai sót chứ điều này như muốn khẳng định rằng một khi có vấn đề nào đó xảy ra không có nghĩa là khi tôi đã ký giấy là tôi chịu hết tất cả những rủi ro không phải. Yeah, dạ. Không à. Vậy thì khi mà khán giả này muốn khởi kiện thì luật sư có một cái lời khuyên rằng họ sẽ nên chuẩn bị những cái giấy tờ hồ sơ như thế nào không ạ? À? Thật ra thì đối với vấn đề khởi kiện á thì đầu tiên chúng ta phải xem cái cam kết của bệnh viện đối với mình hoặc là cái cơ sở thẩm mỹ đối với mình như thế nào để biết rằng người ta đã làm cái gì sai, làm gì chưa đúng và cái nguyên tắc xử lý khi mà có vấn đề sai chưa đúng nó được quy định trong cái hợp đồng giữa các bên trong cái thỏa thuận giữa các bên như thế nào. Tuy nhiên trên thực tế thì những trường hợp này gần như không có thỏa thuận. Tại vì biết làm sao không? Những cái người người ta tới, người ta tìm một cơ sở thẩm mỹ á, bắt đầu từ cái lời giới thiệu, bắt đầu từ cái lòng tin và gần như là người ta không có lập bất kỳ một cái hợp đồng nào hết. Nên trong trường hợp này có thì chúng ta xem xét, còn không có thì chúng ta sẽ xem trên cái quy định pháp luật để xử lý. Thì nếu như không có hợp đồng thì chúng ta sẽ xem là trong trường hợp này những cái gì là những cái mà luật buộc cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trong trường hợp họ làm sai thì chúng ta sẽ buộc trách nhiệm họ và lúc đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái thông tin nào đó những cái tài liệu nào đó mà chúng ta có tốt nhất trong cái bộ hồ sơ đó để chúng ta nộp đơn khởi kiện ra tòa và trên cơ sở đó tòa cũng sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng tham gia các cơ quan chuyên môn tham gia để làm một cái xác nhận là một cái ý kiến chuyên môn để bổ, bổ trợ cho cái hồ sơ của mình trong quá trình khởi kiện tại tòa cho nên nếu mà nói hồ sơ chuẩn bị cái gì thì thứ nhất là hợp đồng, thỏa thuận, biên nhận mà mình đã chuyển tiền cho cơ sở khám chữa bệnh đó và sau đó thì là những cái hồ sơ khác mà tòa án sẽ yêu cầu cơ quan chuyên môn hỗ trợ để xác minh. Dạ yeah. và cũng như chương trình này nếu mà các chị em phụ nữ đang theo dõi và cũng đang có ý định làm đẹp hoặc là đã làm đẹp rồi mà vẫn không mong muốn thì không biết là luật sư có một cái lời nhắn nhủ nào đến các chị em không ạ? À? lời nhắn nhủ chân thành nhất là thứ nhất là như rất là ủng hộ cho việc thẩm mỹ nếu chúng ta xét thấy là chúng ta có một nhu cầu làm đẹp bản thân tuy nhiên khi chúng ta chọn một cái đơn vị thẩm mỹ thì chúng ta phải xem cái đơn vị đó có kinh nghiệm và có giấy phép hành nghề phù hợp hay không bởi vì cái đó nó liên quan đến cái bộ phận thân thể của mình và nó rất là hậu quả rất là nghiêm trọng nha. và tiếp theo là chúng ta nên kiểm tra xem trên thị trường thì cái người đó có phải là một người làm việc uy tín hay không và quý vị thân mến ngọc nhi tin rằng làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu và chính đáng của bất kỳ ai tuy nhiên quan trọng hơn hết vẫn là sự an toàn và hy vọng rằng quý vị sẽ lựa chọn những cơ sở đủ uy tín đủ giấy tờ và các bác sĩ có tay nghề chuyên môn để trước khi chúng ta đặt bút ký vào những cái dịch vụ này và chấp nhận làm dịch vụ quý vị nhé và rất cảm ơn những chia sẻ của luật sư quỳnh như ngày hôm nay ạ à. và nếu như quý vị khán giả có bất kỳ những thắc mắc hay là những câu hỏi nào thì có thể gọi về cho số hotline của thấu lý thấm tình đó là không 0934367565 để được chúng tôi giải đáp trong những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ thì Ngọc Nhi và luật sư Quỳnh Như xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai nhé.